Má nói nhiều mấy chị hả? Nó nói xin chị mà tại vì nó cắn quẹt gì nó mất đuôi luôn à. Rồi phê luôn, rồi phê luôn, mát quá cho mát trời, rồi phê ngửa ra luôn rồi kìa nó. Ngủ mấy quạt đi nha, ngủ mấy quạt đi. Nó nằm ra đây cái đá nè, nó nè, nó hưởng thụ kìa, nó hưởng thụ kìa, nó cô ba ơi, nó chị hưởng thụ kìa, nó nằm đứng như vậy đó, hưởng thụ đó cô ba, đó hưởng thụ chưa kìa kìa, nó má không đã kìa. Hồi nghe nó nghĩ là sao không quạt gì nó, mình cứ quạt gì đâu hoài anh đó, nó nó cứ xây ra cây quạt không à. Ê hơi trời, đi ngồi này quay nhiều gái cũng được nè, đi gái cho cô ba coi quạt trong heo đó, cái đuôi nó thỉnh thiệt nè, nè nó cắn ngay cây quạt hả, kể như vậy thôi, cho nó thì chị ơi. Ê ơi là trời. Được chưa? Rồi tối nay chị khỏi xài quạt. Nghe chưa? Nghe em chưa? Nghe nói chưa ta? Trời ơi, mát đít luôn. Dành cái quạt với chị rồi, cho chị kiểu nào ngủ ra đi. Đó, ngủ đi nha. Lúc hồi nào nó thăm chị á, thôi ngủ.